Vâng, hello, xin chào mọi người cùng với bà con lại đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình nhé. Vâng, lời xin cho phép mình gửi lời chào toàn thể mọi người cùng với bà con một ngày mới vui vẻ và tràn đầy yêu thương, và chúc bà con lục ngạn chúng ta đi bán vải được giá mọi người nhé. Và hiện tại mình đang có mặt ở khu vực ngã ba Cầu Trắng, Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang. Và hôm nay ngày mùng 7 tháng 7 2022 mọi người nhé, hôm nay ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch. Và ở đây mình xem bà con bán vải ở khu vực các bà Cầu Trắng hôm nay xem người ta mua bán như thế nào mọi người nhé. Giá vải thì mấy ngày hôm nay cũng nhích lên được một chút. Thì vải thời điểm này vào thời điểm cuối vụ rồi. Giá thì cũng nhích dần lên. Vâng, bà con xem video trên kênh Xuân Muộn TV thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh mọi người nhé. Và để cập nhật những cái video về vải thiều cũng như video về cuộc sống hàng ngày mình đã đăng lên kênh Xuân Muộn TV của mình. Và cũng rất xin chân thành cảm ơn mọi người cùng với bà con đã xem video clip trên kênh Xuân Muộn TV của mình từ trước đến đây. Và bây giờ mình tiếp tục mà bán chưa không bác? Không, không cho 10.000 à? Hôm qua số dưới kia bán được bao nhiêu? Bán loại 6 đây 10.000. Ở dưới kia được giá hơn mà. Cầu chết đấy. Ừ. Vừa rồi bán 15.000. Ờ. 10.000 à? Vào đâu? Vào đây. Đang lùi đây, cái đấy Thanh Hà. Vâng, giá vải đây mình hiện tại đang thấy người ta mua 10.000, 11.000 hàng chung nhé. Cái hàng đúng shop này, không phải đúng shop người ta bán 10.000, 11.000 ở chỗ điểm này này. Và mình sẽ đi lên bên trên này coi mọi bà con bán thế nào mọi người nhé. Bà con xem video mình hãy chờ xem dài một chút, xem có điểm nào cân hàng đẹp ở khu vực này mọi người nhé. Phải xem mới biết được. Nó giá đến bao nhiêu rồi? Mình nhìn mấy thứ giống dưới kia mà bán phải đẹp sơ gì. Vâng, này chỉ giá đến 10.000 thôi. Vâng, vải hiện tại đang là 5:30 mọi người nhá, vải thưa vải. Đây mình sẽ trên sâu ở trong này để xem mọi người mua ở bên trong này xem có điểm nó cân được giá cao không. Ở đây có một điểm xốp nữa mọi người này. Họ giá bao nhiêu rồi? 9.000 à? Họ giá 9.000. Và mình sẽ xem ở bên trong này xem nào. Kênh Xuân Muộn. Xuân Muộn TV. Vâng, cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn nhé. Vâng, đây Vâng, đúng rồi. Buổi sáng nay thì như mọi hôm thì vải đã đang ta thời điểm hiện tại là tắc đường rồi đấy, nhưng mà trong buổi sáng nay thì là khá là ít, chắc là một lúc nữa bà con mới ra, nhưng mà vải bây giờ cũng ít hơn rồi. Bán nhỉ? Bán rồi. Bán. Hả? 10.000 à? Hết vải rồi. Gần hết. Bây giờ nó chỉ có tầm cái này được ra. Ờ. Vải bác đẹp nhỉ? Bán chứ hay chưa bán?
vải đẹp xuống dưới cầu chết đó các bạn, được giá hơn, được giá xuống còn xuống từ cầu chết nó có nhiều điểm cân, nhiều điểm cân hàng đẹp như vải của bác này thì lúc nào cũng từ khoảng 12-13 nghìn trở lên, em khẳng định như thế. Nhưng mà bởi vì em đi làm video hôm qua xuống thấy lượn lên trên này nó không được giá, nhưng mà tầm khu cầu chết nó toàn tập trung mấy cái điểm cân hàng Trung Quốc, tham gia các hàng bên cạnh nó phải cân hàng, phải cân kéo lên trên theo. Vải bán là đẹp chứ? Mình cần những cái này hôm qua dưới kia khoảng 14 nghìn. Ở đây người ta chỉ rẻ đến 10 nghìn, 11 nghìn được không? Thế nó chỉ thế thôi. Ở đây người ta chỉ mua thế thôi. Đây vải của bác cái sáng mã rất là đẹp. Vâng. Bán vừa giá 10 nghìn. Vừa giá 10 nghìn xong. Bán rồi à anh? Bán rồi à? 11 nghìn à? 11 nghìn. 11 ai? 17 đấy. 11 mới khỏi kiếm. Rồi còn kia, còn kia 10 nghìn. Cô mới bán này thì chưa bán. Và bên trong này thì có rất nhiều các xe cóc cân mọi người nhé, xe cóc nhưng mà người ta cân chỉ giá đến 10.000 11.000 thôi. Nhì nhàng. Vâng, ở đây có một số điểm cân hàng xốp mà nhưng mà chưa cân được hàng mọi người nhé. Trong thì xe cóc rất nhiều. Có lại cân ở đây à? Vâng, em cân đây. 2 điểm. À 2 điểm à. Vâng, ở đây người ta chỉ giá đến 10.000, 11.000 cao nhất ở khu vực này thôi mọi người nhé. Bởi vì ở đây nó không có hàng Trung Quốc, tức là toàn hàng đóng miền Nam, người ta cân giá thấp hơn. Xe cóc thì cân trong này rất nhiều, nhưng mà người ta cân. Ôi, nhà Đông Thúy hôm nay lên trên này à? Ừ. Cân ở nhà đây điểm nào? Quay này vãi quá này. À đây à? Bán nhanh mà cài một tí thôi, kéo được cá này rồi. Cái này. Hả? Ai cân em thích cân nào rồi. Bắt cái xe này vào đây đưa mắc này anh. Quay anh ơi. Rồi dắt cái xe này vào đây đưa mắc này. Xe qua đấy. Đây này, được mang ô tô rồi. Giá lên thế nào? 10. Vâng. Anh mua chợ hay là mua sấy đây? Mua về chợ. Người Hải Dương nhá. Mà, nhưng mà mang về Hải Dương hay mang về đâu? Mang về Hải Dương á. À Hải Dương à. Chợ năm nay có bán được không anh chị? Năm nay thì cũng mua chợ. Ờ. Nhưng mà chắc là cũng kiếm được ít mà vẫn làm được nhỉ. Ờ. Nhưng mà chợ chú đi đâu cũng thế thôi. Cho lên chỗ tắc thì còn không được ấy. Cái loại này thì mua bao nhiêu tiền đấy? 4 nghìn. Vâng. Này như nhau. Vải to đều đấy. Hả? Vâng, thế thôi. Ở đây là bao nhiêu? Mày nhìn này.
cho làm gì? Nó đang làm mình nó bán như vậy. Tao lại độ đấy. Tao nó bán đâu. Chẳng bán đâu đâu, thật là giá 10k thì không bao giờ quá hơn rồi. Cho một né nó bán luôn này, 11. Bán đây tôi có giá 11 thì không mà. Còn đây người ta chỉ đang trả giá đấy, 10.000 thôi. 10.000, 11.000 mọi người nhá. Đây đang mua, bây giờ mua với được 4 xe thì giá có 89, người ta chỉ cần 10. Vâng, vải vẫn từ trong này ra, cái đường trong này ra này là nhiều vải nhất ở khu vực Phong Vân này mọi người nhé. Mà khi ở cái đường trên trong này ra thì là nhiều vải ra nhiều nhất, bởi vì là ở khu vực trong này thì còn có nhiều các xã và sâu trong như là Phong Minh, Sa Lý. Vâng, Phong Minh, Sa Lý thì người ta cũng chở ra đây bán mọi người nhé. Và hiện vải thiều hiện tại thì ở các xã vùng thấp như là Đồng Cốc, Tân Quang, rồi các xã Giáp Sơn, Phì Điền, ở các Tân Hoa trước kia thì vải thì bây giờ cũng một số cơ bản gần như là cũng đã vãn vãn dần rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi vải ở khu vực trên vùng cao này thì còn nhiều hơn, bởi vì thường thường là ở trên vùng cao của huyện Lục Ngạn là các xã như là Phong Vân, Tân Sơn thì người ta bán muộn hơn. Như trên Tân Sơn, vải trên Tân Sơn gần như là cuối mùa nhất ở của Lục Ngạn mọi người nhé. Trên Tân Sơn. Vâng, đây sọt vải rất là đẹp. Chào anh nhá. Vâng, chào anh. Livestream kênh nào đây anh? Kênh Xuân Muộn ạ. Xuân Muộn ạ? Vâng. Tôi xin 500.000 tiền phí quay cả. Xuân Muộn TV ạ. Để cho anh em đi ăn cháo lòng. Đây mình mang chợ anh. Vâng, đúng rồi anh. Mang chợ nào tận đâu ạ? Anh phục vấn đi, em mang miền Trung để cứu đồng bào lũ lụt. Ồ, đi tận miền Trung cơ? Vâng. Cứu trước, mấy tháng nữa mới lụt, mang trước. xe mà mình cũng chở tận miền Trung được. Vâng, đúng rồi. Lồ này có cân đâu mà. Cái loại này mình mua mấy tiền cái nó là cái đấy? Loại này là em mua 20.000 đấy, 2 cân. rất vui nhỉ. Vâng, 20.000 2 cân. Vâng, vải tươi đẹp đấy. Vâng, đúng. Hôm nay bà con được mùa được cả giá. Hôm nay bán 5.000 nó khác. Anh còn bán xong rồi cho em xin 100 để cho anh em đi ăn à. Tí nữa. Thôi cho em đi luôn, nhưng anh đi mất thì em biết gọi ai. Tí quay lại đến đây ở đây mà. xin cho anh em thôi. Mấy anh em chảy vải mà xin 100 uống nước. Đấy. Ừ. Ngọt, ngọt nhỉ? Vâng, ngọt như vậy. Không thế vừa gọi Lục Ngạn mình cho nó mệt. Vải bán là đẹp đấy. Tươi. Tươi luôn. Bán là hơi. Và mình sẽ lên bên trên này để xem nào, xem bà con bán ở mấy cái xe cóc trên này, xem người ta cân được hàng đẹp. Ở đây thì người ta mình chỉ thấy người ta cân đến 11.000 thôi ạ. Xong ấy luôn nhé, để em một cân hàng đấy. Xe cóc thì nhiều, còn giá thì người ta cân ở đây kiểu giống như là giá chung có mức độ rồi. Chỉ cân đến bằng đấy thôi, 11.000 mọi người nhá. Không có hàng cân cao hơn này. Bao nhiêu chưa bán? 8 đồng à? Chín nghìn nè. Bài đẹp xuống còn chép đấy, được giá, được bán ở đây. Cái loại này ở dưới kia khoảng 14.000 trở lên. Và bán 18 này. Thì có nghĩa là ví dụ mình đang nói là ở đây nó chỉ giá, nó chỉ giá đến 11.000 thôi đấy. Đừng bán ở đây, có thể bán được kiếm. Bài tươi đẹp này. Còn chép đấy. Đi quanh biết bà có khu nào nó mua vải cao biết mà. Và bán Tân Hoa 18. Ừ, đấy tương giá đến là ổn rồi. Cứ xuống dưới kia nó vải đẹp, mình xuống kia mà là bán ở đây người ta chỉ mua đến 11.000 thôi. Thật ngừng bán đi chỉ được 11.000 thôi. Và mình vừa bán mình nói chuyện với bà con, mình thấy ở đây bà con bán vải đẹp nhưng bán rẻ quá. Mình hay tư vấn cho bà con và thêm có những cái chỗ điểm nào ở khu nào người ta mua vải đẹp thì
nên đến chỗ đấy. Tại vì ở đây người ta không cân hàng đẹp. À cân hàng đẹp nhưng mà không cân giá cao. Làm sao? Ôi giời ơi, sự có làm sao đâu mà. Vâng, ở trong này có rất là nhiều xe cóc cân hàng mọi người kìa. Đấy, đẹp nhỉ. Đi quay mấy hôm anh làm phóng sự à? Mà không, mình đang lên YouTube bác ạ. Kênh của em là kênh Xuân Muộn TV. Và em quay từ đầu vụ ấy. Và em quay từ đầu vụ. Không, cái kia bay chỉ là để xem thôi, còn bên em thì em đi quay để về giá. Có nghĩa là về giá mình phải gặp trực tiếp thì mình biết giá là như thế nào. Vâng, vải giờ thì cũng ra hơi nhiều này. Vải ở cái đường trong này ra rất là nhiều vải mọi người nha. Bây giờ nhiều nhất là vẫn là cái đường này, bởi vì cái đường ở đằng Tân Sơn xuống kia thì người ta đã mua trên Tân Sơn rồi. Bây giờ chỉ còn cái đường này thì là bà con trong Phong Minh Sa Lý phải chở ra tận đây thì mới có nhiều xe cân mọi người nhé. Chào anh chị nhá. Mua vải đi chợ hả chị? Mình phải đi đem lên tận đâu bán chị? Đem về Hiệp Hòa. Dưới Hiệp Hòa đó. Mình chơi cả khoai cả khiết lung tung hết rồi. Đi chợ mà anh? Đi chợ đúng không? Nhưng mà đi chợ mình chắc chỉ mua khoảng mấy tạ thôi nhỉ? Em chỉ đi tấn lùi thôi. Tấn lùi, thế mọi hôm bán mình làm lâu chưa về mua vải này? Có nghĩa là mình buôn vải lâu chưa? Từ đầu vụ hay là mới? Em buôn từ vải sớm luôn. Từ vải sớm. Ngày nào cũng một tấn. Vâng. Thế cũng được nhỉ. Mua đây khoảng tầm 90 nghìn, mang xuống kia bán được khoảng mười mấy nghìn được. Rẻ lắm á. Kiếm mỗi cân mấy lẻ được. Vâng, đúng rồi, năm nay xăng dầu đắt này cũng không được bao nhiêu đâu anh ạ. Tại xăng dầu đắt năm nay vải mới rẻ đấy. Bởi vì là cái xăng dầu đắt người ta vận chuyển đi mất nhiều phí quá nên là người ta phải mua cả vải rẻ xuống. Tôi chào anh chị mua hàng nha, và chúc anh chị mua may bán đắt nhá. Được rồi. Em à, tiếp tục em mua vải. Vâng, tiếp tục em mua vải. Mới mua được 2 quả. Vải đẹp đấy. Vâng, vải bà con thời điểm này thì có vải đẹp khá là nhiều mọi người nhé. Vải có vải đẹp. Vâng, ở đây người ta chỉ mua đến 90 nghìn thôi mọi người nhé. Ở đây ấy, 11 nghìn cao nhất là hàng hoa rồi. Bởi vì ở đây người ta không cân cao, có một cái nhà cân Đông Thúy mà khi mình thấy cân ở dưới bên Sơn mua vải đẹp với giá mười mấy nghìn, hôm nay chỉ mua đến 11.000 thôi. Vâng,
vâng, sớm thành phố sớm. Đẹp nhỉ. Đẹp thì dưới bán được giá hơn. Hôm nay đó, hôm nay có được không? Được, chắc là được. Em không có kia mà em nghĩ chắc là được. Bán cho mình. Cô có 11.000 đấy. Bán này đấy. Vâng, giá vải cuối vụ này thì và bây giờ mình nghĩ là cái vải bán được khoảng 70% rồi, 60% rồi, còn khoảng 40% bà con, còn 40% bán được quá nửa rồi mọi người nhé. Năm nay vào bây giờ vào tháng 6 nhưng mọi năm đến thời điểm hiện tại bây giờ là bán hết rồi, năm nay là muộn đấy. mười nghìn là 10.000. Vâng, vải bây giờ nó đã chín, nó đẫy quả rồi, quả rất to. Đang mua vải. Vâng, ở đây thì người ta tập trung rất là nhiều các xe cân mọi người nhá. Ở đây thì người ta nhiều điểm cân lắm, rất nhiều điểm cân, mấy nhà cạnh cạnh đây gần như là toàn những nhiều điểm cân, nhưng mà người ta mua một cái mức giá cố định là chỉ mua đến 10.000 hoặc là 11.000 trở số, nên là người ta chỉ mua như vậy chứ còn cao hơn người ta không mua. Ở đây không có hàng Trung Quốc cân cao mà ạ, chúng ta giá này nó chỉ một mức thôi, cứ 89.000 thôi, không phải 89.000 mà 90.000. Đây cái bộ kết như là anh vuông này, đàn làng nước, đúng là Sapa TV đây, phải biết đồng chí lên đây ngay. Không, trên YouTube bà, kênh Xuân Muộn TV bà. Vâng, vâng, em Xuân Muộn bà. Vâng, vâng. Vâng, mọi khi em hay quay ở dưới kia, mà hôm nay em về đây quay đây. Vâng, vâng, vâng. Họ giá bao nhiêu, 10.000 à? Họ giá 10.000 à? Ở đây, họ chỉ cần thêm 11.000 thôi. Cao hơn người ta, chẳng cần. Vâng, người ta chỉ cần như thế thôi. Vâng, 10.000 kiểu gì trả được. Vâng. Đang bán vải nhá. Vâng, bây giờ vải chỉ ở cái đường, mỗi đường Phong Minh Tân Sơn này ra nhiều thôi. Đường này là đường từ Phong Minh Sa Lý, mình lại nhầm ở Phong Minh Tân Sơn. Xe cái không cân thì cho con gọn vào đi, để người ta đằng sau đi. Bảo không ngay cho con gọn vào đây. Quay ngược về đây à? Bán chưa? Mấy mấy nghìn? 11.000 à? Giờ lên 12 giờ mãi chưa thấy. Tí nữa khắc lên. Em chào chị mua hàng. Ui, toàn mua 10.000. 13 này còn mẹ còn 1.18 là mấy. Thường giá chị mua đến 11.000 mọi người nhé. Thường mở giá thêm 11.000. Rồi.
Cũng 11.000 à? Cũng 11.000 à? Cũng lên được. Tranh nhau lấy cũng lên được kìa. Vải tranh nhau á? Và người đây gần cao nhất chỉ đến 11.000 đấy, có một hàng shop đây mọi người nhé. Nhưng mà ở đây thì giá chung rồi. Anh. Ờ. Nhìn quen quen này không biết. Hả? Phải. Có sửa xe nhưng mà em tranh thủ buổi sáng đi một lúc về em sửa chứ. Bây giờ đi làm ra mà quay gớm này. Vâng, em quay em làm chơi chơi thôi. Em chỉ tranh thủ buổi sáng thôi anh ạ. Ừ. Mua vải em đúng. Mua vải đấy. À, xe này. Để mua về đóng lại đóng shop hay là mua về làm gì đấy? Mua là điểm đi qua thêm mấy điểm là dưới đâu. Ừ, thế đóng shop thì mới mua vải to này chứ. Anh chào ra hàng Vương ơi. À đúng rồi. Thì bạn này rõ ràng nhìn thấy quen này còn. Nó như bú chết trinh rồi. Hôm nay vải mọi người nhớ ở khu vực trung tâm ngã ba này rất là thưa vải này. Ở đây bên này cũng có một cái điểm cân hàng xốp nhưng mà mình nghĩ chắc là giá này cũng tương đồng với các điểm cân khác thôi. Vừa bán mình vừa nói chuyện với bà con mọi người ra mình xem mà đây là cân bao nhiêu đây. Cái này bán bao nhiêu à? 10.000 này. Như quả trứng ấy chứ này. Không mẹ đây. Đây nó nhặt kỹ không nhỉ? Nhiều. Thôi giá bao nhiêu? 10. Rất là hơn nhỉ. Ở đây người ta mua đẹp nhất có 11.000. Ờ. Các bà này rất là thông thoáng mọi người nhá, chỉ có mấy sọt thôi. Mười nghìn, 11.000 chưa bán. Mới ra? Nay sáng vừa bẻ à? Hai hôm qua rồi. Có quốc cho vào. Chở nặng nhỉ anh. Vâng, giá vải thì ở đây thì mình thấy thì thấp nhất là từ khoảng tầm 8.000 cho đến 11.000 thì ra đông thịt. Hả? À? Người ta mua cao nhất chỉ 11.000 thôi. Ờ. Giá cho là 12 luôn. Vâng.
Vâng, đây cầu Trắng Phong Vân mọi người nhá. Vâng, như vậy mình sẽ kết thúc cái video của mình làm về giá vải ở khu vực cầu Trắng Phong Vân Lục Ngạn, Bắc Giang trong buổi sáng ngày hôm nay tại đây một lần nhá. Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Mình chốt lại một câu rằng là giá vải ở khu vực đây thì người ta chỉ mua đến 11.000 là cao nhất thôi. Bán đây à? Đây người ta giá cao nhất có 11.000. Toàn 10.000 người ta nó mua thế thôi. Và mình sẽ kết thúc cái video mình tại đây mọi người nhé. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình và mọi người nhớ đăng ký để ủng hộ kênh. Và mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước đến đây và mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho kênh Xuân Muộn TV của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo.